Kính bạch sư, xin sư hoan hỷ giảng cho con về ý nghĩa của Bồ Tát và các vị Bồ Tát như Văn Thù, Quán Thế Âm, Địa Tạng có trong kinh điển Pali hay không? Thưa quý vị, Bồ Tát, Bồ Tí Sách Tá, thời gian gần đây sư ít khi và sư ngại dùng cái từ Bồ Tát khi mà nói về tiền thân của Đức Phật. Bởi vì khi nói là Bồ Tát ấy, có đôi khi là chúng ta sẽ hiểu lầm đó là một cái quả chứng gì đó. Xin thưa Bồ Tát, đó không phải là một quả chứng. Tôi thích dùng cái từ là khi Đức Thế Tôn còn là một chúng sanh tìm cầu giác ngộ. Thì như vậy đó, người ta sẽ hiểu hơn, người ta sẽ hiểu ý nghĩa hơn. Tại vì Bồ Tát là, quý vị biết rồi, viết tắt của từ Bồ Thí Sách Tá. Bồ Thí tức là giác ngộ, mà Sách Tá tức là chúng sanh. Thì Bồ Tát tức là một chúng sanh tìm cầu giác ngộ. Có nghĩa là bất kỳ một chúng sanh nào tìm cầu giác ngộ đều có thể gọi là Bồ Tát. Nhưng mà theo Kinh Tạng Pali thì chỉ được gọi một chúng sanh là Bồ Thí Sách Tá, tức là một Bồ Tát, khi nào vị ấy đã được thọ ký, tức là đã được một vị chánh đẳng chánh giác xác nhận rằng con người này vào một cái ngày tương lai nào đó chắc chắn sẽ đạt thành quả vị giác ngộ, chứ không có con đường nào khác. Tức là con người này với bấy nhiêu đó ba la mật thì chắc chắn là không có thối đọa nữa. Thì khi đó Phật giáo Nam truyền mới gọi đó là Bồ Tát. Nhưng mà theo cái theo thời gian thì bây giờ chúng ta định nghĩa Bồ Tát là những chúng sanh tìm cầu giác ngộ. Bất kỳ một chúng sanh nào tìm cầu giác ngộ đều gọi đó là Bồ Tát. Còn chúng sanh nào mà cái mục đích của họ không hướng đến sự giác ngộ giải thoát thì không gọi đó là Bồ Tát. Có điều bây giờ chúng ta hiểu lầm cái từ Bồ Tát rất là nhiều. Hiểu lầm ở hai nghĩa. Thứ nhất, chúng ta hiểu lầm rằng Bồ Tát là một quả chứng. Đó là một sai lầm. Chúng sanh tìm cầu giác ngộ chứ không phải là một quả chứng. Cái thứ hai là cứ thấy ai làm các việc thiện thì chúng ta đều gọi đó là Bồ Tát. Đó cũng không đúng. Nhiều người hay nói là người này có tấm lòng Bồ Tát, tức là thấy họ giúp trẻ em cơ nhỡ, hoặc là giúp người già neo đơn, hoặc là xây trường học, hoặc là xây bệnh viện, hoặc là làm đường, đúc cầu, thì tất cả những điều đó đều là điều thiện, đều là điều tốt. Tôi không có bài xích cái đó. Nhưng mà muốn để cho một chúng sanh đó được gọi là có tấm lòng Bồ Tát ấy, thì họ phải làm với cái tâm hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Thì khi đó chúng ta mới gọi đó là một vị Bồ Tát, một người có lòng Bồ Tát. Tức là mình làm tất cả điều thiện vì mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Tức là sao? Tức là tôi làm các điều thiện này để hướng đến sự giải thoát giác ngộ trong ngày vị lai, để vun bồi ba la mật hướng đến sự giải thoát giác ngộ, thì khi đó mới được gọi là Bồ Tát. Chứ không phải cứ bạ ai làm các cái điều thiện thì chúng ta đều gọi là Bồ Tát, thì đó là sai lầm. Và sẽ lặp lại một lần nữa, Bồ Tát bản thân nó không phải là một quả chứng. Còn các vị Bồ Tát như là Văn Thù, Quán Thế Âm, Địa Tạng thì như thế này. Phật giáo phát triển là một cái nơi mà đẩy mạnh những cái đầy những cái trừu tượng, đầy những cái khái niệm và cái trừu tượng được thực thể hóa thành một con người. Ví dụ như tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì thay vì nói về tứ vô lượng tâm, đối với nhiều người đó họ rất là mơ hồ. Cho nên trên cái đường mà phát triển của Phật giáo phát triển thì họ mới
hình tượng hóa tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả thành một con người, và đó chúng ta gọi đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là một hình tượng, một biểu tượng được cụ hiện hóa từ một cái đặc tính, một cái tính chất. Cũng vậy đó, người ta cụ hiện hóa cái trí tuệ Bát Nhã, tức là cái trí tuệ quán trong tứ niệm xứ đó, người ta cụ hiện hóa cái trí tuệ quán thành một vị mà bây giờ chúng ta gọi đó là Bồ Tát Văn Thù, với cái đặc điểm là cầm cái gương, và cái gương đó là cái đại diện cho trí tuệ. Bởi vì chỉ có trí tuệ quán thì mới có khả năng chặt đứt những cái si phần, tức là chặt đứt những cái tà kiến, chặt đứt những cái tham độc, sân độc và si độc. Đấy. Rồi rồi người ta cụ hiện hóa cái sự nỗ lực tinh tấn không có lùi bước bằng hình tượng Bồ Tát Văn Thù, tức là hình tượng là một vị mà ngồi trên con voi, để diễn tả cho mọi người thấy được là cái sự tinh tấn đi tới chứ không có đi lui đấy, và cái sự mạnh mẽ của cái lòng tinh tấn. Rồi cụ hiện hóa cái lòng thương tưởng đối với những chúng sanh ở cái cõi địa ngục bằng cái hình tượng là Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên ấy, khi mà chúng ta nghiên cứu về Phật giáo phát triển thì chúng ta phải hiểu rằng đó là một cái lĩnh vực mà có rất nhiều những cái gọi là những cái biểu tượng, một cái thế giới của những biểu tượng, và chúng ta phải hiểu nó. Nó giống như người ta nói là con chim bồ câu thì đại diện cho hòa bình. Rồi cái tim đại diện cho tình yêu, hoặc là bông hoa hồng đại diện cho tình yêu. Thì nếu như chúng ta muốn có được hòa bình, chúng ta mong muốn có được hòa bình, thì chúng ta phải đấu tranh cho hòa bình, đấu tranh cho độc lập tự do bằng cách gì? Bằng nhiều cách đấy, chứ không phải là chúng ta đem cái con chim bồ câu đem lên trên bàn thờ chúng ta lạy mà chúng ta được tự do đâu. Hoặc là chúng ta muốn theo đuổi tình yêu ấy, thì chúng ta phải làm những cách nào đó. Ví dụ như nỗ lực có được tiền bạc, có được địa vị, hoặc là thay đổi cái thói quen, thay đổi cái sự nhút nhát của bản thân, thì khi đó chúng ta mới có tư cách chúng ta theo đuổi tình yêu. Chứ không có lý do gì mà chúng ta đem cái bông hoa hồng đem lên trên bàn thờ, hoặc là đem cái trái tim đem lên trên bàn thờ mà chúng ta quỳ chúng ta lạy cả ngày như vậy mà chúng ta được tình yêu đâu. Cũng vậy đấy. Hồi xưa cái hồi mà sư còn rất là nhỏ, tôi không nhớ là sư nhỏ là cỡ bao nhiêu, dưới lớp 4, dưới lớp 4 là chưa học lớp 4, chưa học lớp 4, tức là khoảng cỡ dưới 10 tuổi. Thì có lần mẹ của sư dắt sư đến chùa, cái chùa chùa Linh Chưởng ở ở quận 3 đó, gần nhà nhà lúc đó ở cái ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Thì khi dắt qua chùa Linh Chưởng, ở trước chùa có cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cầm một cái bình cam lộ đó, chút dút ngược xuống như vậy nè. Thì mẹ của sư mới nói là bây giờ con hứng đi con, đó, con hứng nước rồi con thoa lên trên đầu, con hứng nước con thoa lên trên đầu để cho nó thông minh. Thì khi đó bằng một sự ngô nghê của trẻ thơ thì sư mới nghĩ là đâu có nước đâu mà hứng. Và sau này sư nghĩ thêm một chuyện nữa là khi mình lạy Bồ Tát như vậy đó, thì con người này phải có những cái đặc tính gì để mà mình noi theo, chứ không chứ còn nếu mà lạy suông á thì lạy để làm cái gì đấy. Rồi sau này có năm lớp
lớp 7, lớp 8 gì đó. Khi đó là khi nhà có đám tang và sư thường hay đến một cái ngôi chùa ở Hóc Môn đến để tụng kinh. Và khi đến chùa thì đọc cái kinh mà sư không nhớ tới kinh gì, có nói là nếu như mà mình tán thán ấy, tán thán khen khen một cái người nào đó thì mình sẽ ví dụ một cái vị Bồ Tát nào đó thì mình sẽ vô lượng công đức. Tán thán khen Phật khen Bồ Tát thì sẽ được vô lượng công đức. Thì sư cũng tập làm theo, tức là thấy mấy cái tượng mà ông thiện ông ác ở những cái chùa Phật giáo phát triển ấy, thì hồi đó đâu có biết cái tượng gì, chỉ biết là tượng hai hai vị thiện ác thôi. Thì mình cũng tập nhìn cái tượng rồi bắt đầu mình khen, à, trời tượng đẹp quá. Nhưng mà khen một hồi mình nghĩ sao nó vớ vẩn, có cái chuyện rất là vớ vẩn, rất là vô ích. Thứ nhất đó là cái tượng thôi, đó chỉ là cái tượng. Cái thứ hai, nếu mà mình khen mà mình chỉ đơn thuần là mình khen nó đẹp á thì nó vô dụng lắm. Nó công đức ở đâu ra? Khi đó sư tự hỏi là công đức ở đâu ra. Thì nếu mà mình khen khen cái kiểu đó thì lúc đó sư mới nghĩ là con người này họ phải có những cái tính chất tốt đẹp gì đó để mà mình khen, thì như vậy nó mới có lợi ích. Ừ. Nó không đơn thuần là mình chỉ thờ rồi mình khen như vậy là đủ, mà mình phải hiểu là con người đó họ có những cái đặc tính gì, những cái điều tốt lành gì. Rồi có một hôm ấy, sư lên trên xe taxi và sư thấy ở trên taxi đó họ có để cái tượng Đức Mẹ. Sư không biết Đức Mẹ gì của bên đạo Chúa đó, thì sư mới hỏi anh tài xế cái này là cái tượng cái mẹ này là vị này có những đã tu hành như thế nào, đã có những cái đức lành gì. Tôi hỏi một cách rất là xã giao thôi. Thì bình thường á, khi mà mình khen người ta, thứ nhất là mình khen cái đối tượng người ta tôn thờ thì người ta cũng sẽ hoan hỷ. Nhưng mà khi tôi hỏi hỏi như vậy thì cái anh taxi ảnh không trả lời được. Anh chỉ nói là thì cũng tu như mấy mấy thầy vậy thôi, cũng tu như mấy thầy mấy 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 sư cô bây giờ vậy đó, vậy thôi. Chứ còn vị đó không trả lời được là cái người mà người ta thờ đó họ có được cái đức lành gì, không trả lời được. Đấy, thành ra cái thế giới những cái vị Bồ Tát ở Phật giáo phát triển đó là những cái đức lành được cụ hiện hóa. Ví dụ như chúng ta muốn có cái lòng tinh tấn, có những vị muốn lòng tinh tấn không thối chuyển thì vị đó thờ cái hình tượng văn thù. Vị đó muốn là phát triển tứ vô lượng tâm thì vị đó thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị đó muốn phát triển cái trí tuệ quán tứ niệm xứ thì vị đó thờ Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù chứ, Phổ Hiền là cho lòng tinh tấn không thối chuyển, còn Văn Thù là trí tuệ. Ừ. Đấy, thì tức là đó là những cái đặc tính được cụ hiện hóa, và khi mình muốn thực hiện cái đặc tính nào đó thì mình cụ hiện hóa nó thành cái hình tượng một con người thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, thì đó là cái thế giới của Phật giáo phát triển. Ừ. Và đương nhiên như sư nói, do đây chỉ là những biểu tượng cho nên những cái nhân vật này không có thật, và đương nhiên đã không có thật thì không có trong kinh Tạng Pali. Đấy. Sư thì sư không có chủ trương là mình chống, nhưng mà mình nên hiểu, ha? Hiểu thì mình thờ thì nó sẽ tốt hơn.